nóng lạnh mang mã hiệu là K685C. Đây là vòi bếp nóng lạnh. Thì cái mẫu vòi K685C này thì nó được thiết kế với cái thân đầu vòi là hình bán vuông với cái thân hướng xuống. Chất liệu của nó được làm là bằng đồng mạ rôm niken trông rất là sáng bóng. Và đây là cái thân về để điều chỉnh nóng lạnh của vòi. Thì đây là chế độ trả nóng để chế độ lạnh. Thì ở phía dưới là nó có in logo Caesar in chìm trông khá là sắc nét. Và đây là cái cảnh báo lưu ý sử dụng, dán tem. Tất cả các sản phẩm Caesar đều dán tem này. Và cái đầu vòi của nó thì phía dưới này nó có trang bị một lớp lưới. Cái lớp lưới này nó có chức năng là nó giúp chúng ta tiết kiệm nước hơn, chúng ta sẽ ra nước sẽ tạo bọt và lực nước đi sẽ mạnh hơn. Thì hiện tại thì cái mẫu vòi K685C này thì nó là vòi nóng lạnh với cái giá thành nó tương đối là hợp lý. Nếu khách có nhu cầu muốn đặt hàng thì có thể liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại hotline bên dưới hoặc là truy cập website TDM.VN để đặt hàng trực tuyến. Chúng tôi sẽ hỗ trợ giao hàng miễn phí cho khách ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh và ở Hà Nội. Các khu vực tỉnh thành lân cận nếu khách có cần đặt hàng có thể liên hệ và chúng tôi có thể gửi giao khách nhanh đến tận nhà quý khách. Xin chào quý khách đã theo dõi video này và hẹn gặp lại quý khách ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.